Song Joong Ki được Tổng thống Hàn khen hết lời, lọt top 8 ngôi sao hoàn hảo nhất xứ Hàn. Sáng ngày 11 tháng 4, ngôi sao hậu duệ mặt trời Song Joong Ki đã được diện kiến Tổng thống Hàn Park Geun-hye tại lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa ẩm thực K-Style Hub, tổ chức tại Tổng cục Du lịch Hàn Quốc Seoul. Nhờ thành công của vai diễn đại úy trong bộ phim gây sốt này, mới đây nam diễn viên đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự và người mẫu quảng cáo cho ngành du lịch Hàn Quốc. Suốt buổi lễ, Song Joong Ki luôn thể hiện thần thái tự tin trước các quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc. Khi gặp gỡ, Tổng thống Park Geun-hye đã hỏi thăm, dành những lời khen có cánh cho nam diễn viên điển trai. Mới đây, All K-pop đưa tin về lời khen này khiến công chúng không ngừng ngưỡng mộ nam thần hoàn hảo Song Joong Ki. Tổng thống Hàn, bà Park Geun-hye nói với Song Joong Ki, "Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi biết rằng cậu đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở thành ngôi sao Hollywood nổi tiếng như hiện nay. Chứng kiến cậu tham gia quảng bá cho nền du lịch nước nhà, thậm chí trong suốt lịch trình bận rộn khiến tôi nghĩ rằng cậu là một người yêu nước thật sự ở ngoài đời, chứ không chỉ trong các bộ phim." Ngoài ra, bà Park Geun-hye cũng ca ngợi bộ phim Hậu duệ mặt trời là trường hợp điển hình trong việc thúc đẩy du lịch, tác động tích cực đến nền kinh tế nước nhà. Theo bà, bộ phim đã có những ảnh hưởng tích cực đến các mặt hàng xuất khẩu của Hàn như mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm. Là một ngôi sao chăm làm từ thiện, chăm chỉ quảng bá cho các hoạt động có ý nghĩa, Song Joong Ki mới đây lọt vào danh sách những ngôi sao thuộc kiểu hậu duệ của không khuyết điểm. Những ngôi sao hoàn hảo của showbiz Hàn do TVN thực hiện. Nam diễn viên họ Song xếp thứ 8 với ngoại hình, năng lực cho đến tính cách đều hoàn hảo. Không chỉ là mọt sách thời còn đi học và liên tục đạt thứ hạng cao tại trường cấp 2, đại học, Song Joong Ki còn được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh của trường. Anh từng đạt số điểm gần như tuyệt đối, 380 trên 400, được tuyển thẳng khoa kinh tế của Đại học Sun Kung Wan, ngôi trường có tỷ lệ chọi 145. Thời còn là sinh viên, Song Joong Ki còn là gương mặt đại diện xuất hiện trên bìa sách quảng cáo của trường. Tính cách của Song Joong Ki được rất nhiều đồng nghiệp khen ngợi. Hai bạn diễn xinh đẹp Song Hye Kyo và Park Bo Young đều nói rằng nam diễn viên có tấm lòng ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh và chín chắn hơn vẻ bề ngoài. Ngoài ra, việc đại úy xuất hiện trong show diễn trở lại của Turbo, nhóm nhạc có sự tham gia của đàn anh Kim Jong-kook cho thấy Song Joong Ki thực sự là một người sống có tình nghĩa. Song Joong Ki thực sự là một người sống có tình có nghĩa với anh em bạn bè. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện tấm lòng ấm áp với những người có hoàn cảnh khó khăn. Song Joong Ki đã đứng ra tài trợ cho các em nhỏ mắc bệnh ung thư suốt từ năm 2011 cho đến nay. Anh còn đóng góp 100 triệu won, gần 2 tỷ đồng cho bệnh nhân bị ảnh hưởng từ trận động đất Nepal vào tháng 5 năm ngoái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.